thích ca mâu ni phật kính thưa với phật tử hôm nay chúng ta có đủ duyên lành gặp nhau tại đạo tràng uh, uh, chùa tệ viên tại viên vậy yeah. thì uh, ở đây có mấy người biết được chúng tôi trước đây rồi đưa tay lên thấy được mấy người hay nhiều vậy ha? tức là có đã nghe văn đĩa đã biết tiếng là tiếng gì chắc quen nhất là ông thầy gạo lứt <laughs> chúng tôi lâu nay được nhiều người biết tiếng và cái danh của gạo lứt nhưng mà ăn gạo lứt nó cũng ngán lắm á <laughs> đạo tràng bữa nay chúng ta gặp lần có những người là chúng ta gặp đi gặp lại nhiều lần nhưng mà cũng có những người rất là mới biết tiếng chúng tôi mới gặp lần đầu tiên thì thường là chúng tôi không có cái đề tài nào trước tới giờ phút này chúng tôi cũng chưa biết chúng tôi giảng cái gì thì theo quý vị quý vị bữa nay thích nghe phật pháp hay là thích nghe nói chuyện về cái ăn uống hay phương pháp dưỡng sinh <cười> <cười> bây giờ ai muốn nghe phật pháp đưa tay lên mấy người nghe phật pháp đưa tay lên thử phật pháp của bộ đông dữ đó nha <laughs> Bây giờ mình có thể nói một cái đề tài nào đó Phật Pháp rồi sau đó mình uh, mình sẽ trả lời theo cái ăn uống dưỡng sinh. Thì mà chúng tôi cũng có mang thêm một số băng đĩa phương pháp dưỡng sinh đó. Thì quý vị có thể uh, nghe. Ở đây phần đông là quý vị tu uh, thiền hay là tu tịnh độ? Hai lần nữa. bây giờ chúng ta sẽ giảng đề tài giữa thiền tịnh ha à, lấy cái đề tài gì để cho nó hợp với thiền tịnh tức là lấy cái đề tài chúng tôi cũng có nhiều chỗ chúng tôi nói về cái đề tài thiền tịnh song tu bây giờ chúng ta cũng lấy lại đề tài về đó tức là chúng ta sẽ kết hợp giữa thiền và tịnh thật ra ở trong đạo phật á thì nếu là những người mà học Phật một cách chân chánh thì họ không thấy thiền với tịnh khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta học Phật mà chưa có hết ý, chúng ta nói vậy chứ không dám nói sao khác. Tức là chúng ta chưa nhận rõ hết cái tâm yếu của Đức Phật thì chúng ta thấy thiền và tịnh có cái khác nhau. Là ra là chúng tôi đã từ lâu um, chúng tôi theo đạo thiền. Mà thầy tổ chúng tôi là cái người chắc có lẽ quý vị cũng biết là hòa thượng thanh từ chúng tôi xuất thân từ thiền viện thường chiếu thì nói chung là chúng tôi tu thiền từ lúc mà chúng tôi được xuất gia hành đạo tới giờ phút này nhưng mà có những cái nhân duyên để chúng tôi hiểu được pháp môn tịnh độ qua một số công phu tu tập thì những cái đoạn mà trải qua công phu đó, thì lại là gần với tịnh độ rồi à, có những cái lúc mà khi chúng tôi ra hành đạo thì nó cũng gặp những cái duyên để chúng tôi hiểu hơn về pháp môn Tịnh độ. Và cuối cùng chúng tôi thấy giữa Tịnh độ và Thiền tông không có khác nhau. À, chúng ta đừng có nghĩ là khác nhiều người nói là cái cái phương tiện thì cái khởi điểm ban đầu nó khác và đến cái cuối cùng nó lại đồng nhau chúng tôi xin thưa nó không phải như vậy ngay cái điểm ban đầu chúng ta đã gặp nhau cho nên đến cuối cùng chúng ta mới được gặp nhau còn nếu như cái khởi điểm ban đầu của mình không trùng nhau rồi đi cuối cùng hai người đi hai ngã chúng ta nên hiểu như vậy thành ra cái điểm đầu chúng ta có thể nói là cái sự chung nhất của cái, cái việc tu học phật pháp của thiền tông và tịnh độ nó có những cái chung cái chung đầu tiên là cái gì chung đầu tiên là tất cả chúng ta khi mà chúng ta đã bắt đầu bước vào chùa thì ai cũng người phật tử nào cũng phải quy y tam bảo đúng không à có chung một ngôi nhà tam bảo trước phật pháp tăng là chung đúng không cái thứ hai là gì chúng ta phải giữ chung năm giới phật tử tịnh độ cũng giữ năm giới phật tử thiền tông cũng giữ năm giới đó là cái chung rồi cái chung gì nữa chúng ta đồng học cái căn bản cái nền tảng căn bản của kinh điển là gì là tứ diệu đế chung đúng không người nào mà tu tịnh độ không rành tứ diệu đế thì chưa phải là người tu tịnh độ giỏi và <laughs> người nào tu thiền cũng vậy nếu mà không thông thấu thứ này tứ diệu đế thì người đó cũng chưa phải là người tu thiền tốt và cái bản kinh tứ điệu đế như là một bản tuyên ngôn của đạo phật dù người đó tu theo hệ thống nguyên thủy phật giáo theo đại thừa phát triển hoặc là đi chuyên theo thiền tông cũng như đi theo tịnh độ thì tất cả chúng ta cũng đều phải đứng trên nền tảng của tứ diệu đế nên đây là một cái đề tài mà chúng tôi nói đi nói lại nhiều lần và chúng tôi cũng muốn cho tất cả những người tu tịnh độ thấy ra một cái cái điều chính yếu của pháp môn mình tức là gây cả pháp môn Tịnh độ cũng không rời nền tảng của tứ diệu đế nha chúng ta nên thấy điều này và đó là cái lời kinh tụng mà chúng ta đã gặp đi gặp lại hoài trong tất cả các cái thời kinh mà tụng cầu siêu quý vị đã từng uh, có thân nhân của mình mất thì chúng ta đem cái bản tiểu bổn di đà ra chúng ta tụng đúng không tụng đi tụng lại ở đây có người tụng dám có cả ngàn lần, lần. lắm rồi nhưng mà chúng ta có thấy ra cái nghĩa lý tịnh độ của nghĩa lý tứ diệu đế nằm trong đó không? Ngay cái câu đầu tiên, câu này hôm nay chúng tôi nói đi nói lại nhiều lần trên đất Hoa Kỳ rồi đó Mà chúng tôi cũng có giảng trong cái đề tài lời nguyện thứ 18 của Đức Phật Di Đà Hôm nay chúng tôi cũng xin nhắc lại Đức Phật nói là Vượt qua mười muôn cõi ức ở phương Tây Có cảnh giới cực lạc Nơi đó Đức Phật A Di Đà hiện đang nói Pháp Một câu này nó chuyển tải toàn bộ cái thâm ý Của hệ thống kinh nguyên thủy Phật giáo Đại thừa phát triển thiền thông và tịnh độ nằm gọn trong một câu này thôi Và chúng tôi thường hay nói ví dụ như ở đây là những người nghe rồi Thì có lẽ biết những người mới Trước mắt là chúng ta đã xác định được cái Đức Phật nói là vượt qua mười muôn cõi ức ở phương Tây Bây chúng ta biết phương Tây và phương Đông là sao không? Nếu chúng ta ngồi tại đây nè, chúng ta xác định phương Tây là phương nào hả? Phương Tây có phải là cái hướng mặt trời lặn không? Hả? Bởi vì nếu, nếu hỏi không đi hướng mặt trời lặn, chúng ta đi hướng nào tới phương Tây? <laughs> Bây giờ những người tu theo tịnh độ này chúng ta xác định cái phương Tây để mình có thể đi tới là phương nào cái đó, đó Nếu mà chúng ta không xác định được là cái chừng chúng ta đi lộn đường đó nha. <laughs> Nếu mà phương hướng của mình không có định được là coi như mình đi lộn đó. Đây là điều phải biết Thật ra cái người tu tịnh độ chúng ta nên chính chắn nhìn lại Và chúng ta phải hiểu rõ câu này Mình thấy cái cái phương đông Phương đông tức là cái hướng mà mặt trời mọc đó. Phương Tây là hướng mặt trời lặn theo cái quan niệm của chúng sanh Chung chung của chúng sanh trong cõi này Chúng ta nên hiểu như vậy theo cái kiểu chung chung đó nhưng mà hướng đông là hướng khởi đầu của một ngày mới hướng tây là hướng kết thúc của một ngày ha. hướng đông là hướng khởi đầu cái sự động hóa tức là khởi đầu ngày mới thì mình làm việc và hướng tây là kết thúc một ngày là mình ngưng dừng tất cả cái sự động hóa dừng cái, cái việc làm của mình đó chúng ta nhắc từng chút từng chút thì chúng ta sẽ thấy phương tây nó lòi ra <laughs> Nếu mà nói tông tâm á Tông tâm chúng ta hướng đông là cái hướng khởi đầu Của những cái tâm niệm xảy ra nơi tâm của mình Hướng tây là cái hướng dừng dứt Những cái tâm niệm buồn thương giận ghét Tham sân si của mình Đó gọi là hướng tây Thấy chưa? Chúng ta xác định đông tây như vậy Thì chúng ta mới đi sâu vào vấn đề của cái câu này được Thì Đức Phật nói là Vượt qua mười muôn ức cõi Phật ở phương Tây Có cảnh giới cực lạc Nơi ấy Đức Phật A-di-đà hiện đang nói Pháp Thì bây giờ khi chúng ta đã xác định được hướng đông hướng tây rồi đúng không? Chưa hết đâu Đức Phật nói tiếp vượt qua mười muôn ức cõi ở phương Tây Thì mười muôn ức cõi á Cái số mà cái số ức á Số ức Tức là ngày xưa người ta tính cái số không phải như mình bây giờ Ngàn mua người triệu rồi tỷ, trăm tỷ không có Ngày xưa tính là từ một rồi ha, điếm tới mười rồi một trăm Rồi một ngàn, rồi mười ngàn Rồi dạng, rồi ức ức có nghĩa là một cái số rất là nhiều Tương đương với hàng tỷ trở lên nó mới gọi là ức Thì như vậy là ở nơi tâm của chúng ta Ví dụ như sáng mình đi ra đường Mình thấy người ta đi chiếc xe đẹp hơn mình Cái mình thích Thấy người ta mặc áo đẹp hơn mình Cái mình cũng muốn Đi ngang thấy người ta ở cái nhà đẹp mình cũng ham à, Thấy người ta ăn ngon mình cũng thích Thì một ngày là cái tham xảy ra Một ý niệm tham, hai ý niệm tham Trăm ý niệm tham, một ngàn ý niệm tham Một muôn ý niệm tham Một ức ý niệm tham Gọi là một cõi ức tham Đúng không? rồi bây giờ cái chuyện mà mình nghịch nghe nó trái ý nghịch lòng của mình khó chịu mình bực bội mình phiền não mình sân hận xảy ra mình bực cái chuyện này mình khó chịu chuyện kia mình phiền hận với chuyện nọ nó xảy ra liên tục nơi tâm của mình hằng hà sẽ số ý niệm đó gọi là một ức cõi một ức cõi sân rồi si rồi mạng rồi thân kiến rồi biên kiến rồi kiến thủ rồi giới cấm thủ và và tà kiến tức là gì là mười tập nhân đau khổ trong tứ diệu đế gọi là tập đế là đế thứ hai trong tứ diệu đế thì vậy là đức phật lướt qua cái khổ đế đức phật không bàn cho nên tất cả chúng ta vừa đụng tới cái chuyện này chúng ta không hiểu nổi tức là vì tứ diệu đế là đầu tiên đức phật phải nói khổ đế như thế này bước vào đức phật đã nói liền tập đế thì khiến cho nhiều người không thấy ra và như vậy thì Đức Phật nói là vượt qua mười muôn ức cõi ở phương Tây Có nghĩa là gì? Tức là chúng ta vượt qua mười tập nhân này Tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ tà kiến Không còn sinh khởi nơi tâm nữa Tức là dứt hết mười tập nhân đau khổ nơi tâm Thì sao? Thì hiện ra cõi cực lạc Đây là một cái địa chỉ mà gần như 2.500 năm nay chưa thay đổi đây là cái, địa chỉ chính xác đó nha thì như vậy là khi mà chúng ta đã vượt qua 10 muôn ức cõi ở phương tây có nghĩa là tất cõi cái cõi ức tham cõi ức sân cõi ức si cõi ức mạng nghi thân kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ tà kiến cho nó nghỉ ngơi hoàn toàn để nó không còn hoạt động để hoành hành mình nữa có nghĩa là chúng ta không còn có cái móng khởi của tham sân si nữa thì không có cái gì để làm cho chúng ta bị đau khổ trở lại đó gọi là cực lạc Cực lạc là cảnh giới không còn có cái móng khởi đau khổ nơi tâm Đúng không? Và chữ cực lạc có nghĩa là Niết bàn của đế thứ ba trong tứ diệu đế Tức là một câu này Đức Phật diễn tả hai đế một lượt Là tập đế và và diệt đế Đức Phật nói thêm Ở nơi đó có Đức Phật Di Đà hiện đang nói Pháp Đức Phật Di Đà A Đà là tiếng phạn dịch là cái âm phạn là Amita được dịch là gì là vô lượng thọ là vô lượng quen và vô lượng công đức như vậy khi một người mà còn bị tham sân si quấy nhiễu á, thì họ không đủ cái sức để nhận ra được cái cái vô lượng thọ vô lượng quen đúng không cái vô lượng thọ là cái tuổi thọ vô lượng không thể tính lường được mà một cái từ khác trong Đạo Phật gọi là gì? Là cái chỗ cái bất sanh bất diệt Không thể tính điếm bằng thời gian được Gọi là chỗ bất sanh bất diệt Cái vô lượng quang là ánh sáng vô lượng trùm khắp pháp giới mười phương này Không có chỗ nào mà không sáng hết Thì cái đó ở trong nhà Phật gọi là cái gì? Nếu nói trong Kinh Pháp Hoa gọi là cái gì? Đó là cái tri kiến Phật của của tất cả chúng sanh Thì câu này nó bao hàm cả Hết cả hệ thống kinh điển Đại Thừa và thiền tông cũng như tịnh độ nằm gọn trong cái câu này như vậy là chúng ta đã thấy rõ ràng là một câu này đã gom hết tất cả cái nghĩa lý của hệ thống kinh nguyên thủy đại thừa thiền tông và tịnh độ ở trong này à, chúng tôi rất là quý cái bản kinh tịnh độ mà quý vị đem đi tụng cầu siêu hàng đêm <laughs> à, khi chúng ta nghe đến đấy cái chỗ này chúng ta thấy rõ ràng là khi mà chúng ta nói điều này thì chúng ta được một cái điều là chúng ta khẳng định cái Pháp môn tịnh độ đứng trên nền tảng của Tứ Diệu Đế, nền tảng rất căn bản của Phật Pháp, không rời nền tảng Tứ Diệu Đế. Do vậy nếu mà chúng ta tu mà chúng ta quên cái nền tảng Tứ Diệu Đế mà chúng ta muốn sanh Tây Phương Cực Lạc thì sẽ bị Đức Phật từ chối. Vì Đức Phật đã nói trong lời nguyện thứ 18 rồi ha. Nếu có một người thiện nam thiện nữ nên nhân nào mà niệm danh hiệu ta 10 câu mà ta không rước về Tây Phương Cực Lạc, ta ta thề không thành Phật nhưng một ngoại trừ mà rồi với người gì phỉ bán chánh pháp và tạo tội ngũ nghịch nếu chúng ta không đứng trên nền tảng thứ nhiều đế thì chúng ta có phải phỉ bán không coi chừng bị phạm cái tội phỉ bán đức phật sẽ từ chối mình thành ra khi mà chúng ta muốn niệm phật mà về tới tây phương ngược lạc thì chúng ta xác định lại cái hướng tây cái hướng tây đúng không hướng tây là cái hướng gì là dứt trừ 10 tập nhân đau khổ đó là cái hướng tây nếu mà chúng ta không vượt qua hết 10 thập nhân đau khổ Thì lấy cái gì để dứt trừ đau khổ trong cõi phàm này Đúng không? Mà ngay tại đây nếu chúng ta không hết khổ Thì mình chết mình có tới cõi hết khổ không? Nói về nhân quả Nhân ở đây mà còn khổ thì mình có đi tới đâu Thì khổ cũng phải mang theo Chứ Đức Phật không có xử lý cái đó giùm mình này nha <laughs> Không có Đấy, Cho nên là đứng trên nền tảng của tứ diệu đế thì cũng phải dứt trừ 10 tập nhân đau khổ. Đứng trên nền tảng của nhân quả thì ở nơi đây hết khổ thì chúng ta mới đi tới cái cõi cực lạc. Đây là chúng ta căn cứ hai cái nền tảng rất căn bản của đạo Phật mà người tu Phật không thể bỏ qua hai điều này được, đúng không? Vì vậy là chúng ta muốn tới tây phương cực lạc thì chúng ta phải tu. Vì vậy là cái người mà tu theo thiền thì cũng phải dứt trừ 10 tập nhân đau khổ mới đạt được Niết Bàn Người tu tịnh độ cũng phải vượt qua 10 tập nhân đau khổ mới tới Tây Phương Cực Lạc Hai người này giống nhau không khác gì hết Vì vậy là cái khởi nhân tu tập cả hai bên đều giống nhau Chúng ta giống từ cái bước quy y tâm bảo Giống từ cái bước giữ giới Và phải giống nhau cái bước hạ thủ công phu này nữa Thì vậy là thiền tông tịnh độ mật tông thì cũng phải ngồi chung một ghế thôi Không thể ngồi riêng được Và toàn pháp giới này không thể có một chân lý thứ hai để vượt thoát khổ chúng ta nên biết điều này nếu có một chân lý thứ hai để thoát khổ thì không phải là chân lý thật toàn pháp giới này là nhất chân pháp giới có nghĩa là chân lý không thể thay đổi được đây là điều mà mình phải hiểu cho nên đi học phật mình học pháp môn nào mà muốn đi tới giác ngộ giải thoát cũng đều là một hướng mà thôi đức phật nói là tất cả các pháp tất cả các sông đều chảy về biển biển chỉ có một vị mặn đúng không tất cả các pháp đức phật đều có một vị là vị giải thoát vị giải thoát nó không khác nhau nếu như mình vẫn còn tham sân si thì mình lấy đâu để được giải thoát và điều này không có nghĩa là đức phật a đà nói sai trong cái lời nguyện thứ 18 thì chúng tôi có giảng cái đề tài đó quý vị có thể nói thêm chúng tôi khai thác cái điều đó rất là rộng thì Đức Phật nói rất đúng điều này Và gần đây á Hòa Thượng Tịnh Không dịch cái 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 từ a di đà Phật là gì? A có nghĩa là vô, Di-đà là lượng, Phật có nghĩa là giác Thì bây giờ chúng ta niệm cái câu a di đà Phật Niệm có nghĩa là gì? Niệm là nhớ nghĩ chứ không phải là đọc ra bằng miệng nữa Theo đúng cái từ gọi là niệm á ha Niệm có nghĩa là mình nhớ nghĩ Có nghĩa là không cái phút giây nào mình quên Cái a di đà Phật có nghĩa là không có phút giây nào Mà mình Không nhớ cái vô lượng giác Vô lượng giác có nghĩa là cái giác Toàn triệt không có lầm mê Mới gọi là vô lượng Cái giác không thể tính lường được Không có một kẻ hở nơi tâm của mình Thì mới gọi là Là vô lượng giác Ở đây là thiền tịnh dính nhau nè <laughs> Bây giờ nếu như mình niệm A-di-đà Phật Mà ai chọc mình mình nói sân lên Thì lúc đó mình giác hay là mê lúc đó là mê thì mình không còn niệm vô lượng giác nữa đúng không nếu mình niệm vô lượng giác là thấy cảnh không được quyền lầm mê nếu mà mình mê cảnh thì mình bị dính mắt mới tham mới sân mới si thì không còn niệm vô lượng giác nữa đó, thì vô lượng giác nó tương đương với cái đẳng giác cái diệu giác tức là khi một bồ tát tu chứng tới thập địa rồi mới lên tới đẳng giác Đẳng giác là cái giác thường hàng rồi Nhưng mà tới cái diệu giác là cái giác không còn một khoảng cách nào nữa Thì khi niệm vô lượng giác Có nghĩa là cái giác vô lượng vô biên Không có một cái kẻ hở nào để cho mình có thể làm mê được Thì gọi là niệm vô lượng giác Tức là nơi tâm của mình lúc nào cũng giác Không được mê Nơi mắt thấy cảnh sắc là chúng ta giác Tai nghe âm thanh là chúng ta phải giác Ở chỗ này Bên nhà thiền gọi là xuất mục tức bồ đề Tức là hiện ở trước mắt mình là điều bồ đề Nghe âm thanh là giác ngộ Ngửi mùi vị là chúng ta giác ngộ Là mỗi mỗi hành động cử chỉ lời nói Việc làm của chúng ta trong cái cảnh giới giác Chỗ này tương đồng với Kinh Pháp Hoa gọi là Luôn thấy bằng cái tri kiến Phật phải không Tức là cái thấy biết Phật Tức là cái thấy biết không lầm mê trên dương cảnh Gọi là niệm vô lượng giác Có nghĩa là niệm A-di-đà Phật thì vậy là một là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? hai là đi đứng nằm ngồi trong cảnh giới giác ngộ không bị lầm mê thì như vậy là là đang niệm A Di Đà Phật. Mắt thấy sắc không được dính sắc, tai nghe tiếng không được dướng lại tiếng, mũi ngửi mùi không dướng mùi thì như vậy là chúng ta đang niệm A Di Đà Phật. Đang niệm vô lượng giác. Thì vậy là chúng ta niệm như vậy chúng ta mới hồi hướng tới Tây Phương Cực Lạc được Tức là do chúng ta ở cái chỗ vô lượng giác rồi Thành ra cái tham, sân si, mạng nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới tâm thủ, tà kiến Không có cửa ngõ để phát sinh Thì vậy là chúng ta đang vượt qua mười muôn ức cõi Và chúng ta đang sống vậy tức là chúng ta đang ở cái chỗ an lạc hoàn toàn Tức là ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc khỏi cần hồi hướng chúng ta cũng đang ở đó Còn nếu như chúng ta không làm như vậy á thì chúng ta sẽ rời cảnh giới theo phương cực lạc liền đúng không chúng ta xuống cõi ta bà để để giận người này để buồn người kia để thương người nọ tức là chúng ta thích ở cõi này thì như vậy là trong tâm của mình trong tâm của mình thì bây giờ mình muốn cho phật hiện hay là muốn cho chúng sanh hiện là tùy chọn đúng không <laughs> tùy chọn rồi thế cho nên chúng ta thấy đó nếu như chúng ta tu niệm phật mà chúng ta quên đi cái giác có nghĩa là niệm phật thì cứ niệm thôi nhắm đầu nhắm cổ cứ niệm nắm mắt lại mình cứ niệm ở giai đầu phật thôi nhưng mà đụng tôi là không được rồi nha <laughs> Đúng không? thì vậy có nghĩa là chúng ta niệm phật mà chúng ta quên tu thiền thành ra chúng tôi nói ở đây là giữa thiền với tịnh nó đồng đẳng chứ không phải là song tu nữa thiền tịnh không hề khác nhau ở trong công phu chuyên môn ở bên ngoài thì hình thức tu tập nó có một cái gì sai biệt nhưng mà thiền nó cũng có chia làm ba tầng tức là một cái dạng mà thượng căn bậc đốn ngộ thì tịnh độ cũng như vậy nếu như ngay câu nói đầu tiên này mà chúng ta nhận ra được cái a di đà trong a di đà nó có một câu là sao nhất cú di đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáo tây phương tức là khi chúng ta niệm a di đà phật mà không có một cái niệm khác á, thì không nhọc khải móng tay là chúng ta ở tây phương cực lạc liền có nghĩa là như hồi nãy mình nói là mình luôn luôn ở cái chỗ vô lượng giác thì chúng ta đã ở tại phương cực lạc rồi đúng không? thì ở nhà thiền cũng có làm sao? nhà thiền thì như hồi nãy mình nói là sức mục tức bồ đề trong cái thấy biết liền là giác ngộ cái thấy biết liền là nếu bạn phiền não tức là bồ đề hoặc là bất lập dân trợ, không giáo ngoại biệt truyền trực trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành phật ngay khi mà rõ được cái chân tâm rồi thì người đó kiến tánh người đó thành phật liền giống như người kia không nhọc khái móng tay đã tới tây phương cực lạc không khác nhau về mặt căn cơ tức là đức phật nói đó, ở trong nhà thiền cũng có những câu từ cửa thứ nhất mà vào thì cùng phật tổ làm thầy trời người từ cửa thứ hai mà vào thì xứng được chư thiên cúng dường mà từ cửa thứ ba mà vào thì tự cứu không xong Cỡ thứ nhất là gì? Là ngay cái chỗ mà phóng quang chớp mắt của Đức Phật Ví dụ như đầu bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thì từ luồng hào quang à, Ở lông trắng giữa chân mày Đức Phật phóng một luồng hào quang sôi thấu mười muôn cõi ức ở phương Đông Trên thấu tới trời hữu đảnh Dưới thấu tới địa ngục A Tỳ trong khoảng giữa đó Đức Phật thấy có hàng hà sa số chúng sanh tu tập Có những người sơ phát tâm bắt đầu hành hạnh Bồ Tát Có những người Đại Bồ Tát đã, đã tinh tấn tu hành Rồi những người mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác tu tập chứng được quả vị Phật giáo hóa chúng sanh rồi nhập niết bàn rồi lưu bố xá lợi vân vân những chúng sanh giải đãi lười mỗi những người tạo tội ác sẽ bị quả báo ác người tạo tội quả báo thiện sẽ bị quả báo thiện vân vân thì trong một thoáng chốc ban đầu khởi điểm của bản kinh pháp qua là xuất phát từ lông trắng giữa chân mài đức phật soi thấu hai cõi tận cùng cõi thiện là trời hữu đảnh tận cùng cõi ác là địa ngục a tỳ nhưng ánh sáng đó ở đâu ở lông trắng giữa chân mày vì vậy nếu chúng ta qua cái cái lông trắng giữa chân mày này mà chúng ta hiểu được á thì khỏi cần đọc bản kinh phóng qua nữa hiểu hết rồi đúng không còn nếu chúng ta hiểu không được là chúng ta bắt đầu đọc kinh chúng ta mới hiểu tức là qua cửa thứ hai thành ra khi cái chỗ phóng quan chớp mắt chưa có chữ nghĩa chưa có văn tự này á mà chúng ta hiểu thì sẽ cùng phật tổ làm thầy trời người còn mình đọc văn đó mình không hiểu thì mình sẽ bước qua cửa thứ hai là gì mình đọc văn tự mình mới hiểu thì cái người mà đọc băng từ để hiểu thì cũng xứng được trời người cúng dường như mình cũng không thuộc dạng thứ hai mình thuộc dạng thứ ba <laughs> là mình tự cứu không nổi cho nên mới nhờ người khác giảng cho mình nghe <laughs> mình thuộc dạng thứ ba đó là ra là ở nhà thiền nó cũng chia làm ba bậc như vậy Và tịnh độ cũng vậy Nếu mà chúng ta học tịnh độ mà gặp những cái bậc tông sư của tịnh độ rất là siêu sức Gặp chúng ta chỉ khơi chúng ta một câu gì đó Để chúng ta nhận được cái a di đà là cái vô lượng giác Chúng ta tiếp nhận được cái vô lượng giác Để chúng ta sống bằng cái vô lượng giác Thì không cần phải niệm a di đà Phật không? Nhưng mà chúng ta không nhận nổi cái vô lượng giác Thường hằng vốn có của chính mình đi đứng nằm ngồi Chúng ta ở trong cảnh giới giác ngộ đó Thì chúng ta bắt đầu mới Mới theo văn tự chữ nghĩa là bước bước xuống bước thứ hai rồi thành ra chúng ta không thể đạt tới cái cảnh giới là nhất cứu dây đà vô biệt niệm mà chúng ta niệm để chúng ta nhớ nghĩ thì nó lại là bước thứ hai rồi như vậy là ở thiền cũng là chia ba căn cơ rõ nét ở tịnh độ cũng là ba căn cơ rất rõ nét và căn cơ thứ ba là căn cơ cứ niệm hoài a di đà phật không biết cái gì thêm rồi cứ nhắm là mình sẽ chết Mình sanh Tây Phương cực lạc Chứ không biết Tây Phương cực lạc ở hướng nào <laughs> Mình là thứ ba Thì vậy là Rồi ở trong bản kinh tịnh độ Thì cũng chia nhiều cái tầng bậc sinh tử Tức là trong cụ phẩm liên qua Từ thượng phẩm thượng sanh cho tới Hạ phẩm hạ sanh là chính bậc sinh tử đó Chính bậc sinh tử đó Cũng không rời nhân quả nha Đúng rồi nhân quả, tùy cái trình độ căn cơ có bậc nào chúng ta sanh ở phẩm nào đúng không? Đây là điều rất rõ nét. Chứ nếu không Đức Phật không đưa ra chính phẩm để làm gì? Nếu mà ai cũng sanh về hết cực lạc thì Đức Phật đưa ra chính phẩm để làm gì? Ra khi Đức Phật đã đưa chính phẩm tức là cái ý Đức Phật cũng muốn nói cái điều gì ở trong này. Nếu mà anh tu tốt, ví dụ như thượng phẩm thượng sanh là gì? Người đó phải có là thâm trọng tâm nè có hồi hướng tâm và và trí thành tâm và đồng thời có tâm đại thừa cũng như thấu hiểu lý đệ nhất nghĩa thì khi người nào có đủ bốn tâm này người đó mới đủ sanh thượng phẩm thượng sanh ví dụ như chúng ta nói là cái trí thành tâm cái thâm trọng tâm đi tức là người khi mà đã nhận ra được cái vô lượng giác của chính mình và sống bằng cái giác đó Không rớt xuống cái tầng mê ngộ nữa Tâm không còn bị dính mắt Mắt thấy sắc không còn dính Tai nghe tiếng không còn dính Tức là lục căng không còn dướng mắt Lục trần trong suốt cả ngày lẫn đêm như vậy Thì người đó đạt tới cái thâm trăm thông trọng của đó Mới gọi là thâm trọng tâm Ngày cả ngày lẫn đêm Ở cái chỗ vô lượng giác không bao giờ làm mê nữa Thì gọi là ở trong cái chỗ thâm trọng tâm Và chí thành trí thiết Sống với cái thâm trọng đó Không rời xa Đồng thời có một cái hồi hướng là độ khắp tất cả chúng sanh muôn loài Không bỏ sót một chúng sanh nào Nguyện đem tất cả công đức tu hành của mình Mà hồi hướng sau khi mình mạng chung Sẽ được ở cảnh giới Tây Phương Cục Lạc Đồng thời có cái hồi hướng thứ hai là Nguyện sẽ độ khắp tất cả chúng sanh muôn loài Không bỏ sót một chúng sanh nào Và thấu hiểu lý để nhất nghĩa Thì người này khi mạng chung Phật A Di Đà hiện ra liền Cùng chư Thánh Chúng hiện ra trước mắt và trong không nhọc một khải bóng tay là người này đã tới tây phương cực lạc thực sự không phải đợi người đó chết không? ngay sống hiện tiền người đó đã ở cảnh giới tây phương cực lạc rồi đó thì như vậy là đó là thượng phẩm thượng sanh còn bây giờ cái người mà thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh tức là người đó đã phạm tội ngũ nghịch nè giết cha giết mẹ phá bồ hợp tan làm thân phật ra máu giết a la hán vân vân rồi đó là phá chùa chiền chửi mắng tam bảo thì hãm hại người làm đau khổ tất cả chúng sanh gặp ai không có ông có chừa người nào hết nếu mà phạm thứ quyền lợi mình là mình sát hại cho tới nên tới chốn ai cũng có thể khổ với mình hết tức là tất cả những trọng tội trong thế gian này người đó mang đủ thì khi người đó mang đủ trọng tội rồi chết thì cảnh hiện ngục hiện ra nhưng được có một vị Bồ Tát nào đó lại khuyên bảo nói là nên niệm cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà để chết được sanh về Tây phương Cực Lạc. Thì người đó sợ cái cảnh giới địa ngục quá hay quản phải niệm. Niệm thì được làm sao? Được đưa về Tây phương Cực Lạc đúng không? Nhưng mà ở đâu? Ở trong hoa sen báo bao lâu hoa sen mới nở ra? Ba đại a tăng kỳ kiếp hoa sen đó mới nở ra. Còn người thượng phẩm thường sinh là trong khải môn tay đã thấy Phật Di Đà Chưa thôi Trải qua ba đại tăng kỳ kiếp rồi Thì qua sen báo mới bắt đầu nở Nhưng mà Đức Phật không nói là ở trong qua sen làm gì hết à Đức Phật không nói điều này Ở đó tự biết Nó tự biết Không tin mình vô đó mình sẽ biết Đúng không? cho nên cái chuyện nhân quả mình đã tạo ác mình đã giết người làm khổ người làm thân Phật giao máu giết cha giết mẹ phá vào hợp tăng thì người đó vô hoa sen để hưởng an vui được không không thể hưởng được nhưng mà Đức Phật không muốn nói tới điều này anh vô đó anh sẽ biết như đó sẽ biết liền rồi sau khi qua sen nở thì sao người này bắt đầu học những cái căn bản của Phật pháp nha cho tới tải qua ba đại tăng kỳ kiếp á, mới chứng được cái quả a la hán thôi sau khi chứng quả a la hán rồi mới tiếp tục học đạo bồ tát được ngài quan âm và đại thế chí hướng dẫn tu tập tiếp nữa trải qua mấy đại tăng nghi kiếp mới phát tâm vô thượng bồ đề và tu mấy đại tăng nghi kiếp nữa mới được diện kiến đức phật a di đà quá cái thời gian nó nếu mà mình tính là mình không có dùng cái đầu mình tính nổi rồi Thành ra một cái một tiểu kiếp ở trong đạo Phật là gì? Một tiểu kiếp trong đạo Phật là trải qua 16 triệu 789 ngàn lần sinh diệt. Bốn tiểu kiếp đó mới thành một trung kiếp mà sáu cái trung kiếp mới thành một đại kiếp mà mình trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp đó thì mình sinh diệt bao nhiêu tỷ 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 tỷ, tỷ lần đúng không? Thì là cái số lượng mà kể từ khi vào hoa sen cho tới khi sanh ra thôi Là không thể tính lượng được bằng cái đầu của chúng sanh rồi Nhưng mà điều đó Đức Phật không nói Đức Phật nói là được ở trong hoa sen Nhưng hoa sen là cái gì? Mà khi hoa sen nở là cái, cái mầm thiện tâm của người đó nảy nở Đây là điều mình phải hiểu Cho nên ở đây muốn nói được cái lòng từ bi của Đạo Phật Dung nhiếp tất cả chúng sanh muôn loài Không có chúng sanh nào Đức Phật bỏ hết á cho nên là người thiện như là thượng phẩm thượng sanh cũng được diện kiến, được gặp Đức Phật. Người cùng cực ác cũng được gặp Phật, được che chở trong cái mầm thiện tâm đó. Nhưng nhưng mà khi nào cái nghiệp ác đã trả xong, nhân quả giải quyết xong rồi thì mầm thiện tâm mới mới nảy nở. Và khi mầm thiện tâm đó bắt đầu nở ra thì mới bắt đầu học từ từ những căn bản của Phật Pháp. Thành ra Gần đây chúng ta học cái lý luận là cứ làm gì kệ nó không cần biết chết niệm 10 câu chúng ta được Phật rước về là mình dẹp hết khổ ải mà được sống cực lạc liền. Được không? Chúng tôi ví dụ ngay hiện tại cái chùa này nè. Quý Phật tử giờ đang sống vậy cái kêu quý Phật tử vô chùa sống rồi, sống 5 tháng, 7 tháng, 10 tháng chúng ta sống nổi không? Chắc chắc là tất cả mọi người vô đây sống được hết 5 tháng, 7 tháng chung với nhau được không? đều là những người tu trong cõi này thôi còn một chuyện thực tế nhất là ngay trong cõi này đi chúng ta là những người dễ sân dễ hận dễ phiền não nè dễ cáo dễ gắt nè thế bây giờ nếu có một ông thầy nào giỏi hoặc là có một cái nhóm hộ niệm nào thiệt là giỏi chúng ta mời lại để tụng hộ niệm cho mình hết sân không ngay cõi này thôi chưa nói về tây phương ở cõi này thôi nha chưa nói về tây phương hết <laughs> không <laughs> muốn hết là chúng ta phải tu tập như thế nào để chúng ta hết. thành ra những cái lời cầu nguyện ở ngay cõi này người này không hết phiền não, thì một người chết chúng ta hộ niệm sanh về tây phương hết phiền não không? Đây là điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên tại sao mấy thầy cũng phải tu cực khổ trong chùa nhiều chục năm. Rồi ở đây cũng có nhiều phật tử đã từng ăn chay trường, cũng đã từng tụng kinh, đã từng sám hối, đã từng lại Phật chúng ta đủ tất cả những công phu cực khổ của đạo phật để mình mong mình được thoát khỏi cái kiếp khổ ải này đúng không nhưng mà chưa chắc là chúng ta được thoát thông kiếp này nữa nếu chúng ta hiểu phật pháp thì đến chiều sâu mà những cái tập nhân đau khổ chúng ta không dứt trừ được thì lấy gì chúng ta hết khổ đây là một điều mà tất cả chúng ta đều phải nhìn nhận nếu mà một người phật tử không nhìn nhận điều này một cách chắc thật thì chúng ta coi chừng vướng vào cái tội mà Đức Phật nói trong cái cái lời nguyện thứ 18 là chúng ta phỉ bán chánh pháp. Nếu chúng ta không căn cứ trên nền tảng của tứ diệu đế, không căn cứ trên nhân quả thì chúng ta không thể nào không thể nào tới Tây phương Cực lạc đúng như Đức Phật nói. Đây là điều mà mình phải biết. Rồi đi sâu vào ở phần trong của bản kinh Tịnh độ tiểu phẩm Di Đà đó thì Đức Phật diễn tả cảnh giới Tây Phương là gì? Được làm bằng vàng rồng, rồi nước bằng pha lê, tất cả cây báo, văn che, bảy hàng, vân vân Rồi nữa, gì? Nước chảy nè, gió reo nè, chim hát, đều là gì? Đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thất Bồ Đề Phần, bát Chánh Đạo Phần, tức là gì? Đức Phật nói tới, cái đế thứ tư là Đạo Đế thì vậy là trong cái bản tiểu bổn như đà đức phật nói ba đế mà cái đế khổ đức phật không nói đức phật giấu <laughs> <Đừng> giấu <laughs> cho chúng ta lộ ra ba đế đó có nghĩa là trong bản tiểu bổn như đà đức phật trọn vẹn nói về tứ diệu đế một cách rất là khéo léo thôi một cách diễn dịch khéo léo này ai nhận ra được thì nhận và trong đó có một cái đoạn hết sức quan trọng để chúng ta phải thấy nè. Đức Phật nói là không thể có thiện căn phước đức nhân duyên nhỏ mà được sanh về cõi nước kia. Đúng không? Khi một thiện nam tử, một thiện nữ nhân nào nghe nói tới cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày niệm Phật nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra phía trước. Và lúc lâm chung tức tức là trong một khoảng chúng ta hồi đó sẽ được sanh vậy. Thì Phương Ngực lại có đoạn đó không? Có. Bây giờ chúng ta phân tích đoạn này chúng ta thấy nè. Đức Phật nói là không thể có thiện căn nè ha, phước đức và nhân duyên nhỏ ba cái nha. Cái thứ nhất là thiện căn nè, cái thứ hai là phước đức và cái thứ ba là nhân duyên. Ba cái điều này, thiện căn, phước đức, nhân duyên nhỏ thì mới được sanh về cõi kia. Không thể có thiện căn và phước đức và nhân duyên nhỏ mới được sanh về cõi kia. Muốn sanh cõi kia phải như thế nào? Là phải niệm Phật một ngày cho tới bảy ngày mà được nhất tâm bất loạn Không phải một ngày thôi mà liên tục bảy ngày nhất tâm bất loạn Thì cái lúc gần lâm chung Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền Tức là hiện ra trước mắt Và lúc lâm chung thì liên sanh Tây Phương cực lạc Chúng ta phân tích đoạn này Bây giờ cái thiện căn của mình nhỏ có nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta chưa từng gieo duyên với tam bảo chưa từng lại phật chưa từng sám hối chưa từng ngồi thiền chưa từng niệm phật tức là thiện căn mình ít có nghĩa là mình ít tu tập thì mới gọi là thiện, thiện căn mình ít và mình không có tạo phước cho nên phước đức mình ít cho nên một người muốn sanh tây phương cực lạc là phải cái phước vượt ngoài cõi người mới lên tới cái cõi cao hơn người đúng không chứ nếu cái phước mình chưa ra khỏi cõi phàm mà mình đòi mình về cõi thánh mình về nói không đâu có nổi đâu đâu có đủ vốn <laughs> Đâu có đủ vốn tới tây phương đúng không thì giờ là thứ nhất là chúng ta phải gieo trồng thiện căn của mình bằng cách là chúng ta lễ phật chúng ta tu tập rồi chúng ta làm phước chúng ta thọ bát quan trai chúng ta tu hành nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày có nghĩa là thiện căn chúng ta thuần thục thiện căn thuần thục tức là trong đầu chúng ta không còn khởi bất kỳ một ý niệm ác nào nữa chúng ta không còn nghĩ tới cái chuyện phải làm đau khổ cho ai nữa dù là cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời Ví dụ như họ có giết mình đi Mình không có ý niệm quán thù Thì thiện căn đó mới gọi là thiện căn lớn Còn mới chọc mình sơ sơ là mình nghĩ chuyện là tôi phải xử mi đó là cái như là không lớn nổi rồi <laughs> đó. Thì làm sao thiện căn lớn được Thiện căn chúng ta phải đủ lớn Có nghĩa là bất kỳ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời này Mình không được quyền nghĩ ác Không được quyền nói ác Không được quyền tạo ác Thì mới gọi là thiện căn lớn Đúng không? Đụng chuyện mình có thể giận người ta Mình có thể làm khổ người khác được Mình nghĩ là mình phải trả thù, trả quán, trả hận được Thì đó không phải là thiện căn lớn Vì vậy là chúng ta tu cho tới mức độ nào Mà cái thiện căn chúng ta tròn đủ lớn Đủ lớn phải vượt khỏi cõi phạm này Những người cõi phạm này có làm cái gì mình đi nữa Mình không thể quán thù, mình không thể gây phiền não với họ được Thì thiện căn chúng ta mới đủ lớn Đó là cái thứ nhất, phải không? Cái thứ hai là phước đức lớn Phước đức lớn có nghĩa là phước phải vượt hơn cái cõi người này Chúng ta dù là có làm tổng thống, làm cái gì làm tỷ phú số một của thế giới này đi nữa Thì phước đức nó chưa phải là đủ lớn Tại vì vẫn còn ở trong cõi phàm Khi chúng ta chết thì chúng ta khói cần phải suy nghĩ hết Nhắm mắt chơi đi nữa cũng lên đến cõi khỏi cõi người này nữa Thì phước đức nó mới gọi là lớn Đúng không? Phải từ cõi trời đế thích, cõi trời đau lợi rồi trở lên mới là phước lớn lớn còn cái phước mình chưa vượt khỏi cõi phàm này làm gì lớn nổi Bây giờ mình còn khó khổ, mình còn phải chạy dạy Còn nếu mà ngày nào mình nghĩ làm là ngày đó coi chừng mình là không có tiền <laughs> Đúng không? Không có tiền đóng tiền bảo hiểm, không có tiền đóng tiền nhà, không có tiền đóng tiền, tiền xe Rồi coi chừng mình cũng mất sở làm vân vân Thì vậy là cái phước chúng ta vẫn chưa lớn Khi mọi người cái phước lớn là gì? Nằm nhắm mắt lăn vào nay là sẽ hốt được một đống vàng để xài <laughs> Mới gọi là phước lớn chứ được đụng đâu chúng ta cũng có đầy đủ tiền bạc, vật chất chúng ta không bao giờ thiếu thốn, nhắm mắt mở mắt muốn cái gì là cái đó sẽ có trong tay mình. Đúng không? Thì mới gọi là phước lớn. Và người đó muốn làm cái gì là cả thế gian sẽ ủng hộ người đó thì người đó hy vọng là mới gọi là phước lớn. Phước lớn như Đức Phật á, Đức Phật nói là phước đức mà trí huệ trọn đầy. Khi Đức Phật nói là ta chết ta để lại cái cõi ta bà này tới 500 bạch hào để cho những người tu theo pháp của ta thọ dụng mà mỗi một bạch hào giá trị bằng ba cõi tam thiên đại thiên thế giới này là ra mấy ngàn năm vừa qua là mình xài chưa hết một bạch hào của đức phật đâu <laughs> chưa hết nó mới gọi là phước đức lớn đó phước đức lớn là ví dụ như muốn ăn cơm ở cõi trời đế thích là cả đế thích phải xuống đây quỳ trước mặt cúng dường mới gọi là phước đức lớn đó ngày xưa đức phật là như vậy à, đức phật muốn ăn cơm cõi nào là ông vua trời cõi đó phải mang cơm tới cúng dường đức phật chứ không phải cõi phàm mình đâu cái phước như vậy Phước trùm cả tam thiên này mới gọi là phước đức lớn Đúng không? Thiện căn phước đức và nhân duyên lớn nữa Nhân duyên của người đó lớn là lớn như thế nào? Nhưng mình ở đây ấy, mình muốn gặp Phật có gặp nổi không? Cũng nổi gặp ông Thánh mình còn chưa gặp nổi Còn phước đức nhân duyên lớn là người đó nhắm mắt mở mắt Sẽ gặp hằng hà sa số đức Phật để cúng dường lễ lại đó là người đó mới gọi là nhân viên lớn Bây giờ muốn học đạo đại thừa liền có đạo đại thừa để chúng ta học muốn học đạo nguyên thủy chúng ta liền có đại sư nguyên thủy để dạy mình tu tập chúng ta muốn tu bất kỳ pháp môn nào liền xuất hiện những bậc đại sư những bậc tông chủ đủ sức để có thể hướng dẫn chúng ta tu tập liền và muốn dạo chơi tất cả các cõi chư phật chúng ta đều đi tới được đó mới gọi là nhân viên lớn muốn gặp đức phật nào chúng ta liền được gặp thì gọi là nhân viên lớn còn nếu trường vậy là phước đức nhân viên chúng ta còn nhỏ, <laughs> còn nhỏ cho nên tại sao nên phải tu cho tới khi nào mà một ngày tới bảy ngày phải niệm phật nhất tâm bất loạn, đây là cái chuẩn nha. Sau khi chúng ta niệm thật nhất tâm bất loạn liên tục bảy ngày như vậy rồi thì chúng ta làm sao sẽ sẽ chết, chết ở đây không phải chết bình thường là bỏ cái thân sắc quẩn này đâu chúng ta là từ xưa ví dụ như chúng ta sống sáu bảy chục năm hoặc là tám chục năm hoặc là trăm năm thậm chí mình sống dài lắm là năm trăm năm là cùng <laughs> à, không ai sống tới chừng đó chưa chưa thì như vậy là chúng ta có chết như vậy thì chỉ chết được cái thân sắc quẩn thôi mà cái thân chúng ta có đủ là sắc thọ tưởng hành và thức quẩn mới trọn vẹn một cái thân ở đây đức phật nói chết không phải là bỏ cái thân tứ đại này mà chết là chết luôn cái thân năm quẩn Đúng như cái kinh bát nhã nó là khi ngủ quẩn dai không thì độ nhất thiết khổ ách Đúng không. Thì mỗi người mà niệm từ một ngày tới bảy ngày mà nhất tâm bất loạn Thì người này chắc chắn sẽ chết luôn cái thân năm quẩn chứ không thể còn sống được đâu Chết ngắt không bao giờ nhúc nhích được Thế vậy là trước khi mà cái thân ngủ quẩn chết Tức là người đó đã vượt qua khỏi thọ ấm, rồi, rồi tưởng ấm, rồi hành ấm và thức ấm đà nó ngẫm rồi sau 7 ngày 7 đêm là thức ấm hoàn toàn không còn hoạt động nữa gọi là người này chuẩn bị chết thì lúc đó Phật A Di Đà bắt đầu hiện ra và cùng chư thánh chúng hiện ra cái này nó tương đương với cái phẩm gì đó quý vị biết trong kinh Pháp Hoa tương đương với cái phẩm mà như lai thần lực và cái phẩm tùng địa dũng sức ở trong kinh Diệu Pháp liên quan trong bản kinh Diệu Pháp liên quan đến cái phẩm chúc lụy không? đến phẩm thọ chúc lụy thì đức phật nói là sau khi ta chết ai là người thọ trì độc tụng bản kinh pháp hoa này thì liền khi đó có hàng hà sa số các vị bồ tát ở khắp nơi bay về đảnh lễ thưa đức thế tôn là con nguyện sẽ thọ trì độc tụng bản kinh pháp hoa này thì đức phật bốn sư chúng ta lắc đầu không đồng ý thì khi đó đại địa rúng động hiền hà sa số chưa vị bồ tát từ đất cõi đất bọt lên đảnh lễ thưa đức thế tôn là con xin thọ trì độc tụng Ở kinh pháp hoa thì đức phật gật đầu đất không phải là đất này đây nha mà là gì là mảnh đất tâm phải không đại địa tức là mảnh đất tâm rộng lớn của mình xuất hiện hàng hà sẽ số chư vị bồ tát hiện ra nhưng mà các vị thánh chúng có nghĩa là gì ví dụ như bây giờ mà mình chưa chết thân ở quẩn á mình còn mang cái thân cha mẹ sanh như thế này mình có tu giỏi cái gì nữa thì mình nghĩ, cũng nghĩ suy si từ cái não này. Chúng ta nghĩ suy si phân biệt bằng ý thức của mình thì gọi là cái gì? Gọi là chúng sanh. Chúng sanh là tập chủng duyên sanh là chủng chủng duyên sanh, tức là do tập khí thói quen mà mình nghĩ, do tập khí thói quen mà mình sanh ý niệm thì gọi là tập chủng duyên sanh là chủng chủng duyên sanh theo duyên mà mình sanh ý niệm, đúng không? Thì vậy gọi là chúng sanh. Nhưng mà thánh chúng nghĩa là gì? thánh chúng là phải xuất phát từ cái bản tâm thanh tịnh tức là từ phật a di đà mới sanh ra tức là những cái ý nghĩ của một người sau khi chết thân ở quẩn này á thì họ không bao giờ nghĩ buồn thương giận ghét giống như mình nữa họ không bao giờ nghĩ cái chuyện dính mắt như mình mà họ thấy là giác ngộ nghe là giác ngộ ngửi nếm là giác ngộ rồi thì những cái ý mà họ nghĩ ra là phải vượt khỏi phàm trần này không dính mắt trong phân biệt hai bên phải quấy đúng sai buồn thương giận ghét nữa thì đó gọi là thánh chúng thì như vậy là khi chúng ta chết thân ở quẩn này rồi, rồi Thì nếu mà chúng ta còn khởi niệm á Thì chúng ta khởi niệm ở cái tầng giác ngộ Chứ không phải khởi niệm cách bình thường Như một chúng sanh bình thường Thì đó gọi là thánh chúng hiện tại kỳ tiền Như vậy nếu mà một người mà ngộ thiền Thì khi mà kiến tánh rồi Thì mỗi mỗi điều từ cái hông ngực mà lưu sức Tức là từ cái chỗ giác ngộ mà khởi nghĩ ra Từ cái bản tâm thanh tịnh mà khởi nghĩ vậy là chỗ ngộ này cũng tương đồng hai bên Một người tu thiền tới giai đoạn cuối này Cũng phải một lần ngủ quẩn ra không Thì mới gọi là Là kiến tánh ngộ đạo Và cái chỗ này á Chúng tôi có kể hoài trong một cái số văn giảng khác Là cái chỗ này Ngô Thừa Ân diễn tả cũng tuyệt vời Ngô Thừa Ân diễn tả đoạn này hay lắm rồi Chúng ta có đọc cái truyện Tây Du Ký hết không? Ở đây có ai biết nhiều không? Tiện Tài Thiên á Tiện Tài Thiên ở đây có ai biết nhiều không? ngay khởi đầu ngay khởi đầu cái bản truyện đại thiên thì ngô thượng ân muốn nói tới cái con khỉ ý thức của mình là không ai thấy cái 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 khởi nguồn nó từ đâu hết á đúng không như mình mình chưa bao giờ mình thấy được cái đầu mối xanh khởi của ý thức ở chỗ nào mình có thấy nổi không chưa chưa thấy và chưa ai thấy nổi trừ người đó chứng thánh quả A-la-hán hoặc là các vị Bồ-Tát mới đủ sức thấy cái chỗ khởi đầu của ý thức là gì. Cho nên Ngô Thừa Ân mới diễn tả một cái chuyện bâng quơ. Là tự nhiên có năm nàng tiên xuống tắm rồi lên ngồi cục đá khỉ ôm cục đá tự nhiên cục đá nổ xanh ra con khỉ. Mà con khỉ đó ban đầu là gây gốm lắm mà trên mới nhìn thấu trời dưới nhìn thấu dưới địa phủ tức là ý thức của mình là chỗ nào nó cũng phân biệt chỗ nào cũng biết và muốn biết cõi trời mình cũng có thể nói giống người khác nghe được đúng không? <laughs> như mình học mình thấy có ba ba cõi trời cõi trời quan âm thiên là cái gì cõi trời đau lại thiên là cái gì mình cũng nói chuyện được chuyện bây giờ mình ngồi đây chứ bây giờ ở việt nam cái gì mình cũng biết bên pháp bên châu âu gì mình cũng biết tức là cái con khỉ biết con khỉ nó biết tùm lum chuyện như vậy thì con khỉ ý thức là thức thứ sáu sa tăng là thức thứ bảy là mạc na thức Tâm tạng là thức thứ 8 là A lại gia thức Còn bát giới là tiền ngũ thức Tức là cái thức phân biệt ở mắt, thức phân biệt ở tay, thức phân biệt ở mũi, thức phân biệt ở lưỡi Và thức phân biệt ở thân gọi là tiền ngũ thức thì vậy là bát thức tâm dương có nghĩa là đầy đủ một cái thân con người Đầy đủ một thân con người Tương đương với cái mũi chuyện của Kim Dung mà diễn tả anh gì Lệnh Hồ Xuân á Lệnh Hồ Xuân khi mà đầu tiên bị đào cốc lục tiên truyền sáu luồng chân khí không Thì mới có sáu thức thôi tới bớt giới hòa thượng truyền thêm một cái chân khí nữa thứ bảy và sau khi mà xuống hầm chỗ nhốt của nhậm ngã hành luyện hấp tinh đại pháp nữa là là đầy đủ đầy đủ tám thức tức là đầy đủ tám luồng chân khí thì vậy là khi mà ban đầu con khỉ thức được ra đời thì nó làm vua của các loài khỉ rồi tức là khỉ con khỉ này á nó làm vua của tất cả những cái buồn thương giận ghét này này nó nó kia nơi tâm của mình cái phân biệt đúng sai hay dở là nó làm vua nhưng mà mình không chịu chịu tức là ngô thừa ân muốn diễn tả cái tâm trạng của một người không chấp nhận cái buồn thương và ghét này nữa cho nên bắt đầu mới tầm sư học đạo nhưng mà chỗ học đạo là chỗ nào có Ngài tu bồ đề tu bồ đề là người ngộ lý không đệ nhất trong 10 đại đệ tử của đức phật cho nên sau giai đoạn con khỉ ý thức chúng ta đi học đạo rồi rời khỏi ngày tu bồ đề tức là nó nhận được cái lý không rồi là một tầng bậc tiến rất xa của công phu theo đạo phật thấy đã vượt qua ngoài cái có và cái không cái đúng cái sai cái hay cái dở rồi ngộ được lý không rồi cho nên là sao không đi theo con đường ác để đọa địa ngục vì vậy mà sau khi rời khỏi ngày tu bồ đề cái thứ nhất là ngày tu bồ đề dặn là sao đây thì đây vì sao nếu mà ngươi rời khỏi ta không được quyền nói ta là thầy của ngươi nha chưa nếu mà nói ta là thầy ngươi là ta sẽ lấy hết 72 phép thần thông của ngươi trở lại vì sao vì đã người ngộ lý không thì không có danh không có sắc cho nên có nói tên cũng đâu có được đâu mà nói hiểu không và bước đầu tiên là con khỉ thức xóa sổ địa ngục. xuống tới địa phủ xé sổ liền. Vì lý do là người đã ngộ lý không không còn tạo ác để đi xuống ba con đường ác nữa. Cho nên liền xuống địa ngục xé sổ cái đó Và cái thứ hai là gì bắt đầu lên quậy thiên đường. Lý do tại sao? Tại vì người đó cũng không đi theo con đường thiện để sanh cõi trời. Mặc dù lúc đầu là quậy cõi trời để sinh làm một cái chức gì đó Thì cõi trời nó ban cho ông một cái chức là gì? Bật mã ôn tức là chăn ngựa Là tâm viên ý mã Tâm viên ý mã của mình Cái con khỉ mà chăn con ngựa tức là phải chăn từng ý niệm một Chứ khi mà người ngộ lý không rồi Thì không cần phải trừ khử từ vọng niệm giống như những người bình thường Cho nên con khỉ chăn ngựa thời gian cảm thấy không phải cái việc của mình Dẹp đó qua nữa Tiếp tục quậy tiếp Vua <laughs> trời còn không thích được nó nói mấy chuyện khác mấy cái chất Bình thường là không thèm chơi Như vậy là sau khi vậy là không ai đỡ đòn nổi Cuối cùng Phật Tổ Như Lai hiện ra Khi Phật Tổ Như Lai hiện ra đó Thì mới bắt Nó xẹp bằng tay ra bắt nó bay qua Năm ngọn núi của Hình Sơn phải không Thì bay tới ngọn núi cuối cùng nó làm cái gì Tiểu đó dụng nước tiểu Và cột một cọng lông đuôi ở đó cái này tôi thích lắm á nha, thầy thiên chửi khắp thiên hạ bằng một câu này, nó nói vừa nhẹ nhàng nhưng mà vừa đau, không? tức là thầy thiên muốn nữa ngô từ Ân muốn nói cái gì? tất cả những cái kiến giải, những kiến thức, những cái hiểu biết, những cái học thức và những cái sở đắc, sở chứng trong cái cõi phàm này đều giống như cái gì? bảy nước tiểu thầy thiên muốn <laughs> chửi quá nhẹ nhưng mà quá đau. Đó. À, bây giờ nếu mình thấy mình hiểu thế này Mình biết thế kia Mình hiểu thế nọ Mình chứng Có chỗ chứng Có chỗ đắc Nếu mà Thầy Thiên đừng có tiểu tụng tiểu Đừng có cột cộng lông đuôi Thì hy vọng là không bị đè xuống ngũ hành sơn Như đằng này Thầy Thiên đã làm dấu Có nghĩa là còn chỗ để có thể đến được trong công phu Còn chỗ có thể chứng được Còn chỗ có thể đắc được Còn chỗ có thể đạt được Thì còn phải bị kẹt trong ngũ hành sơn 500 năm kế tiếp và rất là đặc biệt Nếu mà ai có công phu tu hành mà những cái đoạn quyết liệt á Thì sẽ rất là thông cảm với cái đoạn này của Ngô Thừa Ân Ngô Thừa Ân diễn tả con khỉ sau khi mình lú đầu ra núi rồi không Thì sao Thì bị dán thêm một lá bùa trên đỉnh đỉnh núi để nó không lầm lật ngũ hành sơn được lá bùa đó nghĩa là gì đó là cái chỗ rút mắt nơi tâm thức Cái chỗ mà mình thấy mình vẫn còn có cái chỗ chứng đắc Nhưng mà không cách nào để phá được Cái tầng cao của tâm thức đó là không phá được Cho nên đó, suốt 500 năm Ở trong đỉnh núi đó Con khỉ ăn như ăn hòn sắc nóng Uống như uống nước đồng sôi Cái chỗ này diễn tả cái tâm trạng của một hành giả Hết sức liệt và vời Chúng tôi thích đoạn này lắm Thì như vậy là sau khi cửa quậy lúc lắc là ăn uống như vậy thì diễn tả tâm trạng của một người ngộ lý không mà chuẩn bị phá vỡ thân ngũ quẩn á thì không còn việc thứ hai để làm ngay cả cõi trời không còn muốn ở thì không còn chuyện khác ở trần gian này thành ra trần gian là trở thành vô vị với một hành giả đang tu như vậy cho nên ăn thì ăn giống như ăn chơi thôi chứ nó không có còn mùi vị nữa thì được diễn tả như ăn hòn sắt nóng uống thì uống chơi thôi chứ không còn không còn mùi vị nữa diễn tả như uống nước đồng sôi và lâu lắm mới có một trái cây lăn lơ tới để ăn có một cảm giác ngon lành có nghĩa là gì là lúc đó quên tu cái khoảng đó là cái khoảng thấy dục của trần gian còn mùi vị một chút nhưng rồi ngài cũng tỏ lại cái tâm trạng là là khát khao để lật ngũ hành sơn này ra đó thì giống như một hành giả chuẩn bị lật thân ngũ quẩn làm nổ tung cái thân ngũ quẩn này để đạt tới cảnh giới ngũ quẩn dài không và rồi cuối cùng sau nhiều năm tháng mà thúc bách nhiều năm tháng thiết tha tu hành như vậy động tới cái tận cùng của hàm tàn thức a lại gia thức thì lúc đó mới xuất hiện tam tạng tam tạng là thức thứ 8 là a lại gia thức thì sau nhiều lần môi móc tìm cầu tu tập công phu cho tới thấy cái chỗ dướng mắt cuối cùng là chỗ ta còn chấp sở chứng sở đắc này tức là động tới a lại gia thức và khi đó thì xuất hiện tâm tạng phải gỡ cái chỗ dướng mắt đó Cái chỗ tận cùng ở A Lại Gia Thức là chỗ dướng mắt trong chứng đắc này Đây là cái lỗi lầm Thấy được cái lỗi lầm chứng đắc đó Cho nên vượt ngoài cái sở chứng sở đắc thì liền nổ tung thân ngũ quẩn lật địch ngũ hành sơn thì trước đó trước khi lật ngũ hành sơn thì con tề thiên có tên gì tôn ngộ không tức là một người ngộ lý không lấy cái chỗ không làm chỗ cao tột nhất gọi là tôn ngộ không nhưng sau khi lật ngũ hành sơn được mang tên gì? Tôn hành giả. Lúc đó trong đạo Phật mới được gọi là hành giả. Một người hành giả của đạo Phật mặc cái chuẩn là phải dứt trừ được, phải vượt qua, phải lật đổ, phải nổ tung ngũ quẩn này một lần mới được gọi là hành giả cho đạo Phật. Thì cái chỗ này về thiền tông ngài Ngô Thượng Ân diễn tả rất là hay. Kết hợp vừa thiền tông, vừa duy thức học để nối lên cái bản, cái bản Tài Thiên này. Và từ đó trở về sau thì Tề Thiên trên đường đi Mới có đủ sức phân biệt chánh tà quỷ qua hư quỷ trên đường đi Chứ nếu không phải là Tề Thiên thì không ai đủ sức để biện biệt chánh tà cả Thì một người khi đã lật đổ cái thân ngũ quẩn này rồi Tức là đã chết giống như hồi nãy ở Kinh Di Đà Thì người đó mới đủ cặp mắt mà đi tới Tây Phương Cường Lạc Chứ nếu không là không bao giờ đi tới Và suốt đoạn đường đi đó là 81 Cái nạn có nghĩa là phá 81 tầng vọng thức của mình theo duy thức học phá 81 tầng vọng thức thì mới đạt tới cảnh giới tây phương cực lạc tức là toàn triệt gọi là triệt ngộ theo kiểu nhà thiền là chứng đạo mang tên là là đấu thắng phật ha tây thiên mang tên là đấu thắng phật thì như vậy là chúng ta mới thấy là về thiền tông nè cũng phải bước tận cùng là dứt trừ mười tập nhân đau khổ là gì rồi đến cái cảnh giới cao nữa là phải ngủ ẩn dài không đúng không tịnh độ cũng phải dứt trừ 10 tập nhân đau khổ và phải trải qua 7 ngày 7 đêm nhất tâm nhất bất loạn xong cũng phải ngủ quẩn giao không đó là cái chỗ chứng chung cùng của tất cả các tông phái và cái khởi đầu cũng như cái chung cùng là đều được hợp nhau đây là chỗ tương đồng của tịnh độ và thiền tông cũng như là tất cả tông phái trong đạo phật thật ra chúng ta thấy là khi chúng ta học phật thì chúng ta phải đủ cái cái thấy nhìn về căn bản của phật pháp của tất cả các đồng phái tiện độ cũng khởi điểm ban đầu như thiền phải không cái người tu theo hệ thống nguyên thủy cũng khởi đầu ban đầu khởi điểm ban đầu cũng giống như người tu thiền cũng giống người tu tịnh độ thì giờ chúng ta thấy là tịnh độ thiền tông cũng như là thiền phát triển đại thừa phật giáo cũng như là thiền nguyên thủy đều là gì thì xuất phát từ một cái nguồn mạch giác ngộ của đức phật mà không có khác nhau từ khởi đầu cũng như điểm kết thúc đó thành ra là bà Ừ, chắc lẽ là, là thời gian không cho phép chúng tôi nói nhiều Hôm nay chúng tôi dành một cái thời gian để chia sẻ với Đạo Tràng Cái đề tài là cái sự tương đồng của tịnh độ và thiền tông Ngay từ thiểm khởi đầu và kết thúc như vậy Thì mong rằng quý Phật tử chúng ta qua cái buổi chia sẻ này Quý vị sẽ có một cái thấy nhìn đúng đắn hơn về cái các pháp môn tu tập ở trong Đạo Phật và có một sự thông cảm giữa các tông phái chúng ta đừng có còn là mình là tôi, tôi là tôi tu tịnh độ rồi ông kia ông kia tu thiền hai cái pháp này khác nhau cho nên mình là cái người khác ở trong Phật pháp thì nó làm cho cái ngôi nhà Phật pháp sẽ bị chia rẽ cho nên là chúng tôi muốn là khi chúng tôi chia sẻ điều này thì ở đây chắc cả lẽ là cái người tu thiền cũng có người tu tịnh cũng có là chúng ta sẽ thấy được là mình là cái người ngồi chung một ngôi nhà không ở chung một ngôi nhà tam bảo ngồi chung trên một cái ghế căn bản Phật pháp là tứ diệu đế từ cái khởi điểm từ ban đầu cho tới khi chúng ta kết thúc cái lộ trình tu tập giải thoát của mình cả hai đều song bước với nhau không có ai hơn ai không có ai kém hơn ai cả đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ rất mong quý phật tử chúng ta đều là những người con phật đều là những người đang hành các pháp của phật dạy chứ không có khác nhau ở tịnh và thiền đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay nam mô sư thích ca mâu ni phật 永生不。<music>